Một cách nào đó. Nhưng nó tốt hơn rồi, nó nhìn tốt hơn rồi. Nó nhìn tốt hơn rồi. Hèn sư phụ mập không nổi mà. Tối ngày tao thi vô không? Ném tạ. Đây là phương pháp ném táo, không như ném tạ Việt Nam vậy đó. như vậy sư phụ mới biết người nào không đến chưa <laughs> cái này bằng đếm điểm danh á <laughs> hey. được qua đây à, cái này không muốn sao con cha sướng quá vậy đó. <laughs> cái xài nó vừa đủ xài nó cái đủ 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 xài <laughs> ở việt nam mình đó, tết á tết á cái cúng 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 ông bà cúng tổ tiên vậy đó cúng đầu năm á để chứ trái dừa trái đủ đủ trái xoài cái dừa đủ xài <laughs> Very good. Excelente. Finito. Chưa có hả? Trời ơi. Chả <laughs> như người mất cận không thấy hết chứ. Sư phụ nãy luyện mấy chục lần rồi sao không chụp. Chứ <laughs> có. <laughs> Ôi kiệt mập quá rồi. <laughs> kiệt mập quá rồi thôi hả? Thôi đi mà hả? Mất eo rồi sao? Ờ à, thôi ăn cái này chua chua nó <laughs> chuyển phệ á. Tức là cái gì đó? Giảm sút cân á. Còn nữa. <laughs> Ai muốn nào người nào chưa có đâu Chưa có dơ tay cho lẹ lên Người nào có rồi đừng có dơ nha không? Con <laughs> ừ. chưa có hả? À. Đây bác chụp hả còn nữa đấy. còn nữa không người nào còn nữa không ai chưa có đâu giơ tay lên coi ai <laughs> <laughs> được rồi ừ hmm. quý vị có thì giờ tới thăm sư phụ hả mấy nhân vật quan trọng à không có quý vị thế giới có 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 gì có sụp đổ không ừ? chắc sụp hả à? em bé không ai cho nó gì hả biết không À, mình tưởng đâu cái thế giới này không có mình chắc là cái chuyện gì nó cũng không có xong ừ. thành ra người nào cũng mệt hết làm việc mệt lắm cảm thấy như là, là cái trách nhiệm hoàn vai chưa ừ. nhưng mà nếu mình tu hành nhiều rồi đó thì mình biết rằng không có chuyện gì mà quan trọng như vậy hết ừ. mình tu hành rồi mình dùng cái trí huệ sáng suốt vô cùng vô tận của mình đó mình làm việc á thì tất cả những công việc gì á, nó đều nó đều biến thành nhỏ mọn thấy không hiểu không ừ. chứ không có gì mà, mà quá sức nặng nề như vậy hết á hả ví dụ như quý vị thấy um, bữa nay có có mấy mấy người bà con của sư phụ mà gọi điện thoại đến nó thăm á nó gọi nói à chị ơi à phật ơi <laughs> trời ơi sao chị xin phật sao chị không nói cho em hay <laughs> à, có hôm trước mà thấy chị lên tv đó rồi cái em gọi điện thoại cho chị em đâu có biết chị là phật đâu <laughs> Nhờ Thấy chị lên tivi trước thôi, chị làm gì nổi tiếng như thế thì cũng coi qua qua thôi người đó, bữa nay có mấy người bà con họ đem cái thép mấy cái thép của chị đến cho em coi à, sư phụ đó cho em cho con cho <laughs> cho tự coi <laughs> Lính quá nô mi sưng cái gì á à hỏi về sưng gì đây sưng chị sưng sư phụ sưng mật nó ai em muốn sưng gì là sưng mà nhưng mà ban đầu mới gọi lần đầu thì sư phụ kêu bằng chị ha nó à, thôi kêu chị đi cho vui ha sư nó sư phụ nó ok không sao rồi cái okay nói hôm trước đâu có biết chị là cái gì đâu bữa nay coi mấy cái thép rồi coi mấy sách rồi mới thấy mới biết chị là trời ơi ghê quá chị trí huệ quá trời của đất sống mà xong <laughs> <laughs> trí huệ chị nó vô cùng rồi xong mà câu quá là câu rồi, sao bây giờ chị biến cãi dữ vậy <laughs> à, sư phụ nó tay tu rồi nó lên vậy mai mốt em tu rồi cũng vậy thôi này cũng giống chị vậy thôi cái nó nghĩ nè ê đâu có được à, sao thiếu gì người cũng tu vậy mà không không được như chị sư phụ nói tại cái tu pháp nó sai tu cái pháp này mai mốt nó mới thông minh như chị được à, cái nó ừ um, vậy chứ cũng không phải đâu sao nhiều người cũng tu pháp này mà sao không thông minh như chị vậy <laughs> à, cái lúc đó sư phụ cũng chịu luôn Chưa, không biết nói gì bây giờ nó xong trước chị không nói cho em hay chị là phật <laughs> sư phụ nói phật không phật thì cũng vậy thôi chứ thành phật thì cũng vậy thôi không thành phật cũng vậy gì nó không nói người nào cũng là phật hết à, tại vì có người có người à, khám phá ra được cái sự vĩ đại của mình Được chưa khám phá ra rồi thì đâu có gì là lạ tại vì hồi đó giờ mình cứ cứ mang cái đó ở, ở trong mình hoài đâu có gì lạ đâu tại hôm nay mình quên mình không dòm tới cái gốc đó chứ giờ dòm tới mình thấy ha cũng như nhiều khi quý vị mang mắt kiến cận nó quen là nhiều khi á lấy ra chùi chùi á cầm trên tay hoặc là bỏ con túi để chỗ nào đó rồi cái gọi điện thoại đó lên lát quên không biết mất kiến ở đâu á thấy chưa nhiều khi cầm trên tay mà quên thấy không cứ, chạy tới chạy lui kiếm hoài <laughs> à, vậy thôi lát nhìn vô thấy cái gì đâu nhiều khi mình bọc đồ đạc bọc trong túi á rồi lát cái mình quên mất hả mình đi kiếm tùm lum ở ngoài té ra nó ở trong túi mình ừ. biết rồi thì biết à à dạ, nãy bỏ trong đó mà giờ quên vậy thôi chứ gì đâu mà dữ vậy phải không không có chuyện gì quan trọng hết ừ. Ừ. cho nên thành phật rồi thấy cũng như thường à Thế như thường thấy rằng lẽ ra từ trước tới nay mình nên phải như vậy mới đúng Có như đó thôi à, Từ trước tới nay mình làm việc sai đường chứ Mình không hiểu cái cái cách làm việc Mình không biết dùng cái sự gì để làm việc Mình cứ cứ, cứ theo cái những cái sự mà mình đã học của người ta mà mình làm Mà những người ta dạy mình đó Những cái sự họ dạy mình đó chưa có đúng Họ học sai rồi họ chỉ mình sai luôn rồi mình cứ khăng khăng mình nghĩ rằng tại người đó là thầy của mình Người đó đẻ trước mình Người đó làm giáo sư Người đó làm thầy Người đó làm thầy tu Người đó làm ông cha gì đó Rồi mình nghĩ rằng họ đúng Tại cái truyền thống cứ nói rằng những người đó là những người thông minh Rồi mà những gì họ dạy mình Mình cứ khăng khăng mình cho là đúng Mình không chịu tìm tòi Suy nghĩ rằng những điều đó đúng thật hay là đúng sai Đúng cái chỗ nào Đúng bao nhiêu phần trăm Rồi cứ vậy mà mà ngu muội với nhau chung một đám người này học ngu của người kia rồi truyền xuống cho người ngu khác rồi cả đám ngu hết <laughs> vậy cho nó què <laughs> cho nó vui <laughs> rồi rủi ro có người nào chê mình ngu á nói cái đúng chỗ ngu của mình thì mình tự ái quá đi rồi giờ lỡ ngu rồi cái bằng lên lưng cọp rồi <laughs> nó nhảy xuống nó khó quá thử cứ ác lại cái nó không được được nói vậy là ngoại đạo nói vậy là sai nó hầu đó giờ không ai nói như vậy hết hiểu chưa kêu bằng đánh trống lấp cho qua cửa sấm á nhưng mà trong lòng hổ thẹn à cái linh hồn mà nó biết là mình làm sai chưa <laughs> thì bây giờ sư phụ nói cho quý vị nghe thành phật là như thế nào nó dễ như ăn ăn táo vậy khó là khó cái chỗ tìm đâu ra trái táo chưa? tiền đâu mà mua à chứ còn ăn thì nó dễ lắm nó có rồi thì ăn lẹ lắm chứ cái việc thành phật nó không khó khó là mình mình tìm cái chỗ nào để thành phật lấy cái gì để thành phật biết làm sao cái cách đó để thành hiểu chưa tìm phật phật tánh của mình ở chỗ nào thì sư phụ mấy cái cái người anh họ em họ cái sư phụ nó cứ hỏi hoài phật tánh nó là cái gì ha chị hả à. <laughs> ba hồi chị ba hồi sư phụ ba hồi phật tùm lum hết trơn cưng <laughs> vui à, lâu lâu có bà con gọi được cũng vui à, bây giờ sư phụ mới nhớ lại là mình có nhiều bà con à, bữa nay có mấy người đem mấy cái tép của sư phụ bên bên nhà Việt Nam ở nhà của sư phụ ba má sư phụ đó bữa nay sư phụ cũng coi lần đầu tiên 20 năm mới thấy mặt ông già bây giờ trời già quá trời rồi. À, sư phụ không có muốn quý vị tới nhà của sư phụ coi, tại nhà sư phụ than, thanh bạch lắm, không có gì hết. Đó. Cho tới lúc này không có gì hết. Đó. Không biết tương lai như thế nào, chưa? Không biết chừng em nó trúng số hay là <laughs> Việt Nam thay đổi, nó làm giàu, không biết. Nhưng mà xưa giờ nhà sư phụ thanh bạch lắm. Nhiều khi có tiền nhưng mà không có không có khoe bên ngoài chưa? Không có tô điểm bên ngoài, nhà cửa ở rất là thanh bạch. Thí dụ vô nhà sư phụ thấy cái phòng nhỏ nhỏ bằng hai phòng này, thí dụ vậy đó. Một phòng này thôi rồi có cái, dạ, cái, giường hay là cái cái bàn ba bốn cái ghế vậy đó ở nhiều đó đó không có tiền không có tivi nữa thành ra bữa hôm trước có người về việt nam á đem đem đồ gì cho sư phụ để tép của sư phụ vậy đó không có cho coi chạy tút cho sài gòn coi <laughs> à, sư, quý vị đến nhà sư phụ chứ quý vị phải ngạc nhiên lắm ừ, không có gì chẳng hết trơn tại sư phụ cũng có gửi tiền về nhà lâu lâu ví dụ ông bà nói là bệnh á sư phụ gửi thuốc về thôi, gửi thuốc thôi, gửi xăm lâu lâu gửi về đó thôi. À, còn tết này á, nghe nói kẹt quá gì đó, bị người ta giật gì tùm lum á, gạt thì tiền nó không có. kêu cứu quá trời. sư phụ mà, mà sẵn có người về sư phụ gửi cho chút định thôi. nhà sư phụ thanh bằng lắm, rất là thanh liêm từ đó tới giờ rất thanh bạch. bây giờ sư phụ có tiền ngàn muôn triệu như vậy nhưng mà cha mẹ không có gửi đâu. <laughs> tất cả ai cũng là cha mẹ sư phụ nên quý vị đừng cứ hỏi hoài cứ hỏi sao không cho về đó thăm lạy mấy cái gốc dừa hả à, bữa bữa nữa có người nói là muốn đi đến thăm cái chỗ sư phụ sinh ra đó như gì bồ đề đạo tràng gì đủ thứ vậy đó sư phụ nó thôi dẹp tới đó lại mấy gốc dừa hả ai à, sư phụ ở đây tới đó lại làm gì lạy ngưng lại rồi tới dừa rớt xuống <cười> <cười> đang đứng lại lại dừa rớt xuống bụng mệt đó à, rồi nhà sư phụ thanh thanh bạch không có gì à, bây giờ ba má má ăn chay em ăn chay rồi <laughs> nói chuyện tâm ấn rồi chứ nghe nói <laughs> à, mà nghe về kể lại nó hồi xưa mà chưa chuyện tâm ấn năm trước á nó bà già thân của sư phụ đó thấy sư phụ về bên đó hóa thân về bên đó rồi hầu quân rực rỡ cả nhà hết á bà mừng quá thức dậy kể cho cả nhà nghe cái rồi cả nhà sống nhau lại <laughs> lại cái ghế của sư phụ ngồi xưa <laughs> anh cũng vui bữa nay sao mà bà con đông quá trời bữa nay bà con nào cũng gọi tới hết trơn ừ. rồi cái, cậu em họ cũng mới nói tin cho sư phụ biết là sao à, bữa nay nghe ông già có tiền đi vô sài gòn nó có tiền mới đi vô được chứ hồi xưa giờ đâu có sao đi vô được hay vậy Sư phụ nói à, chắc mới gửi về chút đỉnh hôm Tết á à, Chắc cũng đủ xài một cái tiền để vô Sài Gòn Nhưng mà cũng đâu có đủ bao nhiêu, đâu có dám xài đâu Đi xe buýt á Từ miền Trung mà vô Sài Gòn hai mươi mấy tiếng đồng hồ Đừng vô mà đi thăm cái người mà sư phụ gửi về đó Gửi tiền về đó Chứ không dám xài tiền mà lấy tiền sư phụ rồi đi máy bay đâu Mà ông già bà giờ bảy mươi mấy tuổi rồi Cho nên quý vị biết gia đình sư phụ không có hưởng gì Cái danh vọng gì của sư phụ hết À, nói, quý vị cứ đòi về thăm nhà hoài, thăm thăm cái nhà của sư phụ, thăm có gì trong đồng thăm có hai ba cái ghế, bốn năm cái bốn năm cái cây dừa, <laughs> ừ? lại tới lại lui dừa rớt xuống trúng đồ, <laughs> rồi, rồi rồi, bắt đền sư phụ sao? Ừ? Ừ? Trời ơi, nhà tôi không có vậy, chụp tôi mắc cỡ chết á. Hả? À? nói cho quý vị biết trước rồi rồi quý vị tìm nó thấy nhà nghèo quá rồi xỉu xuống đó không không ai biết đường đâu mà mà kiếm á tưởng đâu sư phụ có hai ba triệu bạc bốn năm triệu gì đó rồi về nhà cha mẹ sung sướng lắm không có đâu ừ. sư phụ nghĩ rằng những người cần thiết mới giúp hiểu không giúp đủ xài thôi chứ gia đình sư phụ cũng có không có danh vọng gì mà đó chứ từ hồi đó tới giờ không biết sư phụ là ai hết á sau này có người gửi tép về việt nam rồi người ta đồn ra tùm lum á mà cũng không có tép để coi nữa tết này có người mà, mà mang tiền về rồi cho chút đỉnh á à, rồi mới mới biết có tép sư phụ mới coi cho đó giờ chỉ biết cái hình thôi mà nghi nghi thôi không biết phải không nữa Ở trong cái, 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 cái người đó gửi về đó có video cho sư phụ coi đó em có sư phụ trách sao mười mấy năm mà không nói gì trơn à mà không nói mình là ai ấy. cái này bây giờ mới biết là biết là tự nhiên ăn bài biết ra chứ không phải tự sư phụ nói ra à, à sư phụ. quý vị đòi về đó làm gì đâu không phải sư phụ giấu giếm gì nhưng mà đâu có gì đâu để coi hả à? có ai ông bà già móm <cười> <cười> à, em mút nó cũng ốm ốm ngon mò, gầy mòn người tại vì ở bên nó làm giáo sư trường trung học á nhưng mà sao cũng ốm quá à? không biết trung học với tiểu học vậy đó chắc tiểu học hả sư phụ cũng không có để ý đến những chuyện của gia đình nhiều Đã. vậy hả sẽ thấy ông, ông già sao giàu có trời có đất nào mới mấy năm mà sao già dữ vậy hả ừ. rồi, hôm nay cái toàn là bà con kiếm không à, à. rồi cái, mấy người bà con ở đây gửi điện thoại coi điện thoại đều vô rồi nói sao chị thành phật chị không nói cho em hay <laughs> sư phụ nói thành phật có gì đâu phải nói lẽ ra ai cũng phải thành phật hết người nào cũng làm phật hết tại vì mình quên đi thôi mình quên cái tài sản của mình 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 cứ lo mình làm những chuyện khác thí dụ mình có 100 triệu đồng trong nhà băng nhưng mà tối ngày mình cứ làm quần quạt hoài mình vừa không có thì giờ để xài tiền vừa không có thì giờ đi lãnh tiền vừa quên mất cái là tại mình có 100 triệu đồng ở trong 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 nhà băng á quý vị hiểu không thành ra mặc dù một trăm triệu đồng để đó nhưng mà mình cực quần quật như thường làm gì quá quên hết rồi tối tao mặt mũi à cũng như vậy lẽ ra mình là một người vô cùng sáng suốt trí huệ vô cùng minh mẫn làm việc gì cũng được thấy cái gì cũng hiểu liền nhưng mà tại sao mình làm được tại mình không có dùng tới nó mà mình dùng những cái công thức định nghĩa mà mình học được ở trường ở đời ở cha mẹ anh em bà con những cái cái, cái, cái người xung quanh mình thôi mình quên dùng cái mà mình sẵn có mà cái vô cùng rộng lớn đó cho nên mình quên mất thôi chứ có gì đâu thì bây giờ quý vị nghĩ có phải không tối ngày quý vị dùng cái gì đâu hả ha? hai dài là bốn hả bốn bốn là tám à, cứ nhiêu đó rồi à tới giờ rồi phải đi làm chứ à rồi đi làm vô đó à cái hồi đó ở trường mình học mình phải dùng cái công thức này công thức kia đặng mà làm giải quyết vấn đề này hả rồi mình phải dùng cái, cái những cái cái cái, cái, cái 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 những cái nhiên liệu như thế này mình có dùng những tài năng như thế này những cách này để mà kiếm tiền có nhiêu đó mình nghĩ tới với nhiêu đó hoài thôi hả mình học thế nào thì mình dùng thế đó thôi, thấy không? Mà những người dạy cho mình đâu phải là người nào cũng sáng suốt minh sư đâu, cho nên mình học bao nhiêu đó rồi mình xài bấy nhiêu đó rồi cứ học qua học lại với nhau có bấy nhiêu thôi. Thành ra cứ mòn mỏi hoài, người nào người nấy cũng không có cái được gì hết, cứ lo bận rộn học những cái mà người ta muốn dạy mình rồi học xong rồi bận rộn dùng những cái đó thôi mà quên mất cái cái gia tài vô cùng to lớn của mình quên mất cái trí huệ vô cùng thâm sâu của mình có bấy nhiêu đó mà quên thôi không có gì thì trong cái lúc mình ngồi thiền đó mình trầm lặng á ngồi thiền đúng cách á bởi minh sư đã mở cái cửa cho mình đi vô đó mình nhập vô cái cõi kho tàng bí mật đó cái cái, cái chỗ mà huyền diệu của đất trời đó rồi mình trong phút chốc mình tạm quên đi những cái điều mà thành kiến mình đã học hỏi những cái định nghĩa những cái công thức mà mình nghĩ rằng nó đúng tại vì mình học từ nhỏ tới giờ đó mình nghĩ rằng nó đúng trong lúc đó mình tạm quên đi thì trong lúc đó mình giao cảm với cái trí huệ vô cùng sáng suốt của mình sẵn có của mình đó từ từ mình mới hiểu ra mình mới làm những việc siêu phạm được chứ nếu mình không quên những cái định nghĩa những cái công thức những cái thành kiến đã đã lỗi thời đó mình không bao giờ mà có thì giờ có thời gian không gian để mà giao cách với cái kho tàng trí huệ vô cùng to lớn của mình có hiểu chưa thì bây giờ mọi người thành phật là như vậy hả họ nhớ lại họ có cái kia chứ không phải có cái này không thì cái một người thành phật không phải là họ mất đi bản chất của con người hoặc là họ mất cái chân cái trời, họ không giống ai hết trơn hả không giống ai thì, thì 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 làm sao mà dạy ai được ừ? có hiểu không thí dụ một ông giáo sư ông thành giáo sư là tại sao ông thành giáo sư tại ông học thêm những cái kiến thức khác nhiều hơn một cái người học trò chưa học nhưng mà cái tâm tình ông đó cái cái cái, cái đời sống ông đó cũng giống y như người học trò thôi hình dáng bề ngoài cũng giống y thôi nhiều khi người học trò bề ngoài coi còn le lói còn huy hoàng hơn ông giáo sư nữa nó tùy theo cái cái, cái bối cảnh của họ chưa này nhưng mà còn ông giáo sư ngoài cái sự giống người học trò đó ông còn có thêm một sự thông minh khác hiểu biết khác mà người học trò chưa biết được có bao nhiêu đó là thêm vô chứ không có bớt ra hiểu chưa rồi cái người giáo sư đó dùng cái sự hiểu biết extra của mình đó cái sự biết thêm của mình đó dạy cho người học trò nhưng mà trong lúc đó cái người giáo sư đó còn giữ nguyên cái bẩm chất của một, của người của người cũng giống như người học sinh đó đặng mà hiểu cái tâm tình của nó nhiều khi nó 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 có những câu hỏi mà ra ngoài vấn đề học vấn hiểu chưa nó có những tâm tình thắc mắc gì đó nhiều khi học trò nó đánh lộn với nhau nó buồn bã với nhau nó đòi tự dẫn nó đủ thứ chân rồi thì ông giáo sư đó ông cũng phải biết những cái đó tại vì ông đã từng đi qua những cái đó để mà ông an ủi nó ông dạy dỗ nó ông khuyến khích nó cho nó quên những cái buồn bã tạm thời rồi nó tiếp tục nó học đặng mà nó nó nó, nó đạt được cái mà ông giáo sư đã đạt được hiểu chưa thêm cái phần đó thôi chứ đâu có phải thành Phật rồi rồi là không phải là người đâu không phải là người là gì là ngợm mà hả? À, không phải là người làm sao dạy người được làm sao hiểu người được nếu không cần làm người mà có thể độ chúng sanh được thì khỏi cần Đức thích ca xuống khỏi cần Đức Chúa Giêsu ra đời khỏi cần Mohammed và tất cả những vị minh sư khác bởi sao bởi vì cái cõi này nó khác với cõi kia dùng những công cụ nó khác cách làm việc nó khác hiểu chưa thí dụ như bây giờ bình thường mình mặc mũi đẹp đẽ như thế này đây mà mình muốn xuống thám hiểm cái cảnh ừ, sư phụ đã nói rồi hình như có nói một lần nào, muốn thám hiểm ở dưới biển đó thì mình phải đeo mặt nạ đeo dưỡng khí rồi vô coi mặt mày nó kỳ cục lắm rồi hai người giống y nhau mà cũng đeo dưỡng khí rồi mặt mày tự nhiên nó biến thành đeo cái, cái bận áo người nhái rồi vô thấy nó khác thấy không à, Rồi đi xuống đó phải dùng những cái công cụ đó <laughs> Dùng cái quần áo nó kỳ cục như vậy đặng mà thám hiểm cái đáy biển. Hiểu chưa? Chứ người mình vốn không phải như vậy. Thì bây giờ cũng vậy, cái thân thể này nó cũng như là một cái công cụ để mình thám hiểm cái lòng cái đáy của vũ trụ này, cái thế giới này thôi. Bởi vì nó khác cái tầng lớp của không khí này, cái 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 chấn động lực của cái thế giới này nó khác với cái chấn động lực của mình ở trên kia. Thì bây giờ quý vị xuống đây quý vị quên mất là quý vị bổn phận phải làm gì? xuống đây để mình gia trì cái thế giới này. Những người nào theo học sư phụ mà xuất sắc đó, là những người đã phát nguyện đi xuống đây theo sư phụ tu hành, để mà dùng cái lực gia trì của Thượng Đế nó xuyên qua cái thân thể công cụ này mà gia trì thế giới. Đồng thời một lúc dùng cái thân thể này mà thám hiểm cái cảnh giới này, để cho biết cảnh buồn, cảnh vui, cảnh đau, cảnh khổ, cảnh um, tình cảm, những cảnh thù hận của con người, để mà biết hết, rồi báo cáo lên, cái tầng trên kia hiểu chưa à, dùng vô tuyến điện báo cáo cũng như mấy người xuống lòng biển người ta dùng radio người ta liên lạc lên kia người ta nói à con cá thì nó như vậy nó bay như thế nào nó bay như kia nó bệnh thì nó như vậy. Nó bệnh như kia con cá này nó nguy hiểm con cá kia nó lành nó đầy đầy đủ thứ hết trơn rồi đặng mà làm tài liệu nó phong phú rồi lên đó mới mới tự ở trên đó mới chỉ huy xuống à anh gặp con cá đó mà nó như vậy đó anh phải làm gì làm kia ha à, thí dụ vậy đó thấy không đại khái nó như vậy thì bây giờ một vị Phật mà muốn xuống độ những người dưới này thì phải mang cái thân thể y như người dưới này vậy. Đặng mà nó giống y trong tất cả tình cảm ngôn ngữ và à, cái 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 tư tưởng. Đồng thời nhưng mà vị Phật đó còn có thêm một cái trí huệ cao xa sát bên cạnh đó nữa, thêm vô. Hiểu chưa? Cái những cái gì mà của chất người đó để mà cho biết đặng mà báo cáo với cái trí huệ trên cao tật trên kia, đặng biết làm cách nào mà giúp cho nó hả chứ mình không biết cái cảnh con người cũng như mấy người xuống kia mới biết con cá nó như thế nào nó sống như thế nào có nhiều con nó lặn ở tuốt ở lòng biển sâu á chưa bao giờ ai thấy mặt nó phải chưa nó phát ra những cái chất mà gì đó hàm hại người hoặc nó nó làm cho lòng biển như thế nào như thế kia nó có ích lợi như thế nào phải biết hết á mà xuống đó mới biết được chứ đứng ở trên này làm sao dồn mình người mình là ở trên cái thế giới nó có không khí mà cá là nó ở cái thế giới ở nó có nước nếu mình đứng ở trên này mình dòm dòm đâu thấy nó đâu con người làm sao mà mà viết được con cá nó sống như thế nào trừ phi mình xuống cái 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 chỗ con cá nó ở mình đứng đó lâu mình quan sát mình bơi lội y như nói vậy mình sống trong cái bầu không khí của nó mình mới hiểu được hiểu không này thì bây giờ đồng ý như y như vậy thôi một vị phật xuống thế họ phải làm y như một con người như vậy không có thể khác được cái gì hết đặng mà hoàn toàn hiểu con người nó như thế nào rồi mới báo cáo về cái trí huệ tổ cùng của mình rồi cái trí huệ nó mới sai khiến cái thân thể này nó biểu ờ vậy đó thì phải làm như vậy kia thì phải làm như kia trường hợp nó đau khổ vậy phải dùng thuốc gì đúng con người 38 mươi tám thứ bệnh bốn mươi tám bốn vạn tám ngàn pháp môn tức, tức, là để trị bốn vạn tám ngàn cái bệnh á nhưng mà một vị Phật mới có đủ 4 vạn 8 ngàn pháp môn để mà trị 4 vạn 8 ngàn cái bệnh của chúng sanh thôi. Hiểu chưa? Cái pháp môn nó không phải là dạy dỗ cho chúng sanh người nào cũng biết tám vạn 4 ngàn pháp Hiểu chưa? Đâu phải người nào cũng giống người nào đâu. À, bệnh nào đâu giống bệnh nào đâu. Chứ thầy nó thuốc men phải đầy, phải đủ thứ hết thì một vị y vương như Phật á, thì cũng phải có đủ phương pháp để mà trị liệu những cái bệnh tâm lý của chúng sanh, hiểu chưa? Ừ. Thành ra, <laughs> cái gì ông cũng biết hết, cũng như ông bác sĩ vậy, ông cũng là một người như mình. Nhưng mà trừ những cái tình cảm của con người ra, ông có thêm cái trí thức, cái kiến thức của một vị bác sĩ. Ông biết chữa bệnh thôi, chứ không phải ông thành bác sĩ rồi là ông không giống như mình. Ông chỉ thêm vô một cái chất, một cái cái, cái phẩm chất khác mà mình không có. Ông thêm vô một cái tài sản mà mình chưa có mình không có có hiểu không quý vị hiểu không Ê. cho nên những người nào mà không hiểu phật là gì á là người đó phỉ bán phật hả à? cái tin mù tin mịt tin cái tưởng đâu phật là không ai rờ tới được không ai thành được sống thành được phật là một con người thêm vô chất phật cũng như ông bác sĩ là một con người thêm vô kiến thức bác sĩ có hiểu chưa ừ. nên thành ra em 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 họ cái sư phụ hỏi sao chị không nói cho em biết chị thành phật rồi chị thành phật chị vĩ đại quá sao chị không mừng rồi gì chị không <laughs> kiểu tuyên bố rồi vậy á sư phụ nó đâu có thấy gì đâu <laughs> bình thường thôi tâm bình thường là đạo chứ phải không cũng như ông bác sĩ ông đậu rồi thì có lẽ lần đầu tiên ông đậu thì ông cũng mừng ông đi ăn mừng rồi vậy thôi nhưng mà thật ra ông cũng học sáu bảy năm rồi ông cũng đã expect ông cũng đã hy vọng ông đã kỳ vọng là một ngày ông thành bác sĩ ông cứ cố ông học ông biết là tới năm thứ sáu thế nào ông thì ông cũng đậu cái 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 nó đã quen rồi nó đã có cái tinh thần chuẩn bị rồi có gì đâu mà nhảy cẩn lên hiểu chưa học bác sĩ là biết chắc chắn là cuối cuối kỳ là thi đậu rồi thường thương học là thi đậu bác sĩ không có ai rớt hết trơn rớt thì cũng ra làm bác sĩ được như thường không có bằng thôi <laughs> thật như vậy thật như vậy nhưng ông bác sĩ rớt cái thật ra ông cũng có cái kiến thức hơn một người tầm thường mà không học y học chứ phải không hoặc là một ông kỹ sư hoặc là một ông gì cũng vậy nữa mặc dù người ta rớt hoặc là người ta hẳn bét ta cũng không phải là một người tầm thường không phải giống như anh đổ rác hoặc là người lái taxi mà tầm thường phải không ờ à, rủi ro mà mình trường hợp bất đắc kỳ tử cũng phải <laughs> à, trường hợp bất đắc dĩ mà mình bệnh hoạn ở dọc đường mà không bác sĩ không có bằng mà ông thi rớt đó ông gặp mình ở dọc đường ông cứu mình sống được liền á Ê, ông có cái kiến thức của người bác sĩ à, Cho nên thành Phật thì cũng vậy thôi à. tôi riết thì biết rồi, biết con đường mình đi rồi à, Trước sau gì cũng thành chưa Có gì đâu mà phải exciting Có gì phải kích động, phải la lúi ông sùm Quảng cáo rồi ra, phải không? Không thấy có gì là tập mà 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 rất là, là quan trọng hết Ví dụ như ông bác sĩ, ông đậu rồi thì ông gì ông nói, ờ, à, thiên, mệt muốn chết rồi chứ cái lúc mà sắp thi đậu làm luận án, luận văn, học ngày học đêm. Thi xong rồi nó đi nghỉ chứ ở đó mà mừng cái gì đâu. <laughs> Mệt chết luôn á chứ, phải không? Ờ à, thôi đâu có ai nghĩ ngơ, ông nghĩ cái gì mà quan trọng với vấn đề bác sĩ đâu. Nó phải ngày nào cũng đi ra ngoài nó cha. Tôi làm bác sĩ rồi, tôi làm bác sĩ rồi. Tôi khác hơn anh, tôi không phải là anh. Tôi con, tôi này kia kia nọ đâu có như vậy. Phải không? Rất là tầm thường bởi vì cái tâm mình nó chuẩn bị từ lâu rồi. Cũng như bây giờ quý vị ha, tu hành với sư phụ ha thấy những cái điều quý vị tu hành rất là tầm thường phải không không có gì đáng nói phải không à, rồi những điều mà quý vị hiểu ra quý vị cũng đâu có nhảy cỡn lên mừng cái gì đâu cũng có lúc có nhưng mà cũng thường thôi rồi cũng thường thôi chút xíu thôi rồi cũng thấy thường thôi nhưng tại vì mỗi ngày nó có những cái cái cái, cái giác ngộ riêng mỗi phút nó có những cái điều kỳ lạ phát hiện ra cho mình mình nó quen rồi thấy không rồi mai mốt rủi ro cái thành Phật á tôi cũng không thấy gì cả. Không thấy gì quan trọng Nó quen rồi hiểu chưa Nó từ từ nó lên thấy không Cũng như bác sĩ ông đậu cái bằng đối với ông đậu cái rụp tự tiểu học cũng nhảy lên đậu bác sĩ đâu Ông học mấy mười mấy năm rồi Ngày nào cũng mổ xẻ cũng quen rồi Đậu cái bác sĩ là chứ nó chứng minh cái bằng cấp cái, cái bằng rồi